giọng nói miền Trung nghe sao thương thế, để nhớ để thương cho ai đi quê mình. Về lần 22 anh nhớ về thăm lại lễ hội đền Cuông đầu xuân. Tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, phút mặc niệm bắt đầu.
đồng chí Ngô Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lên khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, suốt quá trình hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân dân Trại Chiến Nguyên đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn xã có 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 94 liệt sĩ, hàng trăm thương binh, bệnh binh, là xã có truyền thống cách mạng, đã nuôi dấu chở che cho cán bộ, lãnh đạo của huyện, của tỉnh, nơi cất giấu vũ khí đạn dược để phục vụ cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Phát huy truyền thống của cha anh và các bậc tiền bối đi trước trong sự nghiệp đổi mới hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nhà luôn đoàn kết thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng và an ninh. Nhiều năm liên tục, Diễn Nguyên đã trở thành một trong những xã có phong trào khá toàn diện trên địa bàn của huyện, của tỉnh, được các cấp, các ngành ghi nhận. Trong 4 năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã nhà đã ra sức phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi bộ tiêu chí nông thôn mới. Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định số 1871, quyết định của Ủy ban công nhận xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu đã hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Về dự và chỉ đạo buổi lễ hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại biểu cấp tỉnh có đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các sở, các ban ngành cấp tỉnh, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân tỉnh cùng các đồng chí về dự. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự và trực tiếp chỉ đạo buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Cương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng phó các ban phòng, đoàn thể, các trung tâm cấp huyện, lãnh đạo của huyện đội, công an và nhiều cơ quan trên địa bàn của huyện Diễn Châu đã bớt chút thời gian về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự buổi lễ hôm nay có đại diện lãnh đạo của 39 xã thị trấn trong toàn huyện, lãnh đạo xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, xã Nghệ Bình, Nghệ Thái, huyện Tân Kỳ, các doanh nghiệp Hợp Tiến, Trung Toàn, Quang Hiệp, Vinh Hòa, Châu Quang, đặc biệt là sự hiện diện của linh mục Nguyễn Thủy Thị và đại diện cho Hội đồng Giáo mục Giáo sứ Vinh Lộc, đại diện cho Giáo họ Đông Phú, Thái Thịnh, Phúc Nguyên, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Cùng về dự buổi lễ hôm nay còn có đại diện của Hội đồng Hương Diễn Nguyên ở Lâm Đồng, Vũng Tàu, Hà Nội, Quy Hợp, Tân Kỳ, thành phố Vinh và các gia đình, con em quê hương đang công tác, học tập, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước. Mặc dù đường xá xa xôi nhưng cùng về chung vui trong ngày hội lớn của quê hương, xin đề nghị nhiệt liệt chúc mừng. Về phía địa phương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí là bí thư, chủ tịch qua các thời kỳ, đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên, các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ trung cao, cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu và công tác và đang công tác, ban giám hiệu các nhà trường đang công tác và mới nghỉ hưu, chuyển trường, ban quản trị hợp tác xã, trưởng trạm y tế, tổ trưởng nhà máy nước sạch, các đồng chí là bí thư, xóm trường, xóm phó các xóm, đặc biệt là sự có mặt của con em quê hương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân cả nhà đã hội tụ đông đủ về để chứng kiến lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Để xây dựng nông thôn mới,
Hơn 4 năm qua, Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua, phát huy tối đa nội lực trong nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các doanh nghiệp cùng toàn thể con em xa quê hương đã chung sức đồng lòng để quê hương ta có một thành quả và một diện mạo mới như hôm nay. Đây là điểm nhấn quan trọng để tiếp tục động viên toàn đảng, toàn dân chung tay xây dựng quê hương ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo các cấp, các vị khách quý, quý vị đại biểu, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà về dự lễ. Lời chúc mừng sức khỏe, đoàn kết, thi đua, giành nhiều thắng lợi mới. Chúc cho buổi lễ thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Diễn Nguyên là một vùng chiêm trùng cách trung tâm thị trấn Diễn Châu 8 km về phía Tây, có tổng diện tích tự nhiên là 600,5 ha, được phân bổ hành chính là 7 xóm với 1.725 hộ và 7.565 nhân khẩu. Hệ thống chính trị và đời sống kinh tế của nhân dân ổn định, văn hóa xã hội phát triển, an ninh quốc phòng không ngừng được củng cố nâng cao. Về thuận lợi là một trong những xã được Ủy ban huyện Diễn Châu chọn xây dựng về đích nông thôn mới năm 2015, rất vinh dự cho xã nhà, đồng thời cũng là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân. Từ đó, phong trào và ý thức của nhân dân trong xây dựng quê hương được nâng lên. Việc huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, kinh tế xã hội được phát triển, triển khai rộng khắp, khí thế thi đua trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo được nhân dân hưởng ứng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình được đẩy mạnh với nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được kịp thời và nhân rộng. Về khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, vào thời điểm cắt giảm đầu tư công nên việc đầu tư từ ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhân dân phần lớn là sản xuất nông nghiệp. 2. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư làm trưởng ban, ban quản lý xây dựng do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban. Trên cơ sở đó, xã đã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Thông qua Hội đồng nhân dân, xã đã ra quyết định phê duyệt đề án để làm cơ sở pháp lý cho ban quản lý triển khai và thực hiện. Đề án xây dựng nông thôn mới của xã Diễn Nguyên giai đoạn 2012-2020, Đảng bộ đã xác định công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và triển khai ra nhân dân. Qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức của người dân được nâng lên. Người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Trong 4 năm qua, đã tổ chức tập huấn cho 5 lớp cho 160 cán bộ là thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý hợp tác xã. Qua đó đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ xã, xóm, các đoàn thể về xây dựng nông thôn mới. Năm 2011 đã tiến hành xây dựng đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, trên cơ sở đề án tổng thể của xã, các hợp tác xã đã tiến hành xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình triển khai xây dựng mở rộng các mô hình kinh tế mới, xây dựng mô hình lúa năng suất cao, chất lượng cao. Là một địa phương có doanh nghiệp nhỏ đóng trên địa bàn, nhưng với chủ trương kêu gọi đầu tư với phương châm là phát triển công nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ, các loại hình dịch vụ trên địa bàn đang trên đà phát triển, nhất là các loại hình dịch vụ phục vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp của hợp tác xã,
dịch vụ thương mại, ăn uống, nhà hàng, kinh doanh, ốt quán, tạp hóa, vân vân. Đảng bộ, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác xã, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững tại địa phương. Từ đó, số hộ nghèo giảm từ 21,9% năm 2010 đến thời điểm 30 tháng 9 năm 2015 có 16 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là 4,6%. Tổng nguồn vốn huy lực là 337.986 tỷ đồng. Ngân sách trung ương hỗ trợ là 1,26 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ là 37,7 tỷ đồng. Ngân sách huyện hỗ trợ là 0,2 tỷ đồng. Ngân sách xã hỗ trợ là 7,5 tỷ đồng. Vốn nhân dân đóng góp là 291.326 tỷ đồng. Qua thời gian tập trung chỉ đạo, đến thời điểm nay, xã Diễn Nguyên đã hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đó là kết quả phấn đấu không mệt mỏi của toàn đảng, toàn dân trong những năm qua, thật là trân trọng và khích lệ. Bài học kinh nghiệm, biết kế thừa và phát huy rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó có bài học xuyên suốt, đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp và hưởng thụ. Biết tập trung quyết liệt để xây dựng các tiêu chí cần thiết, thiết thực của nhân dân, nhóm tiêu chí nào nâng cao đời sống của nhân dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, vừa được lòng dân, từ đó mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, là yếu tố quyết định thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã đoàn kết, quyết tâm, trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giúp đỡ, tổ chức hành động quyết liệt bằng cả tấm lòng với quê hương, cán bộ gương mẫu trước nhân dân. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ và chưa có tiền lệ, do đó cần tăng cường đào tạo tập huấn để có lực lượng chuyên sâu, cần có cán bộ phụ trách riêng trong quá trình tổ chức thực hiện, không chủ quan, không nóng vội, vừa làm vừa học tập, rút kinh nghiệm và đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí nông thôn. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định điều 1, công nhận xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Điều 2, ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diễn Châu và xã Diễn Nguyên có trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới. Điều 3, thưởng một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng và hỗ trợ 50 triệu đồng để tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Điều 4, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, tránh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Nguyên, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân, chủ tịch đã ký Nguyễn Xuân Đường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.
Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch. Chúc mừng các tập thể.